Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung bài học học Photoshop thực chiến để áp dụng vào công việc, cùng làm quen và thực hành với một số thao tác cơ bản trên ứng dụng Photoshop. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học. Ở trong bài học ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục học và làm quen thực hành trên một cái file poster chủ đề Trismart. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu. Ok, ở đây ta tiếp tục nhỉ. Chúng ta quan sát. Và đây chúng ta sẽ một cái người. Ok. Rồi. Đây. Người này. Ok nhé. Ở đây là người. Người què, người bắn. Chúng ta sẽ control. Ta sẽ Ctrl C nhé. Đấy, Ctrl C và ta muốn nó là trên đây. Vị trí này. Vị trí này. Đây này. Ok. Đây. Ta di chuyển lên trên này. Di chuyển trên này. Đó. Một người ở đây. Đứng ở trên xong. Ok. Rồi. Thì sang bên này ta sẽ Ctrl V này. Ta đưa lên trên này. Rồi. Thu nhỏ lại một chút. Rồi. Ok. Tiếp theo là vấn đề ngôi sao. Ngôi sao đó. Thì là chắc có 4 ngôi sao tất cả luôn. Rồi. Đây ta sẽ Ctrl C. Ctrl V sang đây. Ok. Thì ta lấy một ngôi sao. Đúng không? Đến một bộ sở. Ok. Đây vẫn còn á. Đây. Ok. Đây. Ok. Chơi của mày. Một thời gian quá. Rồi. Ta bước đi cây đó sang phần nhiều. Ok. Thế chọn một ngôi sao nhé. Add season này. Ok. Đây là New Star. Ctrl C. Ctrl V. Oh. Tuyệt vời chứ. Đây nó là đang là một cái. Ok, đây ta sẽ chuyển sang bằng ảnh nhé. Đó là không phải là dạng. À, rồi, bây giờ nó là dạng rồi. Ok. Star. Ctrl C, Ctrl V sang đây. Rồi. Ngôi sao này ta cho trong dưới đi. Ok. Rồi. Tiếp tục đến ngôi sao này. Đến ngôi sao này. Ở đây thì ta cũng rút điều cây nó xa. Đến. Ok. Cái ngôi sao này ta sẽ tách ra một ngôi sao. Ok. Tạm ngôi sao gì. Ok, đây ta new là star 2 star sao 1 hạ được đây nhé, 3 được rồi. Ta Ctrl C, Ctrl P. Ok,
đây nó sẽ thêm một ngôi sao nữa vào cái vị trí đó. Nó khó tìm một chút đúng không? Đó. Chỗ này. Đó. Rồi. Rồi. Ctrl S. Rồi sao bên này tạo như thế này. Đây sẽ cho xuống dưới này nhé. Cho xuống dưới. Đây. Rồi. Rồi sao đây. Thì ngôi sao này là chúng ta là 3. Wow. Rồi, ta tắt cái đi nhé. Tiếp theo này. Quả màu một cái tai nghe này, không biết là nó liền hay rời nhé. Làm tai nghe này, làm tai nghe rồi. Rồi ta sẽ đổ trước cái cây sang lưu xem nó có rời hay liền. Ok. Tai nghe này. Ok. Thì ở đây ta sẽ tách cái tai nghe này ra. Ok. Và ta xóa cái ghế này đi. Rồi. Cái phần tai nghe này. Ở đây thì ta sẽ xóa phần này đi nhé. Rồi. Tai nghe này. Ctrl Z. Và ta đối xứng nó sao. Rồi. Phần này. Ok. Rồi. Và gúp lại nhau. Rồi. Ctrl Z. Ok, ta sẽ thu nhỏ lại một chút. Rồi, ở đây. Cái số 2 này mới về ta đưa sang đây. Rồi, đưa đây nhé. Cái tai nghe ta đưa vào. Và đây sẽ có một cái tai nghe, đúng không? Rồi. Rồi, chúng ta sẽ dừng bài học ở đây nhé. Thì bài học tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục học và thực hành.